khởi tố bắt tạm giam tài xế Audi tông chết 3 người cùng gia đình. Chiều 4 tháng 6, Thượng tá Vũ Văn Tường, trưởng công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh, 35 tuổi, cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thịnh là tài xế Audi tông chết 3 người cùng gia đình, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Sáng cùng ngày, công an thành phố Bắc Giang đã làm việc với Nguyễn Đức Thịnh. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận đã quá chén với bạn bè trong buổi tiệc chia tay. Kiểm tra nồng độ cồn, kết quả 0,604mg trên lít khí thở. Sau đó anh ta tiếp tục đi hát karaoke. Đến hơn 23 giờ ngày 2 tháng 6, Thịnh điều khiển ô tô Audi trên đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Ngô Văn Cảnh. Khi đến ngã tư Hùng Vương Hoàng Văn Thụ, ô tô va chạm với xe máy do anh NMH 48 tuổi, trú phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang điều khiển, chở theo vợ và con gái. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ. Nguyễn Đức Thịnh khai xe chạy với tốc độ nhanh, khi va chạm chỉ thoáng 1-2 giây khiến túi khí phát nổ. Tài xế sau đó bị choáng, di chuyển xe về một con ngõ nhỏ để ngồi và gọi điện thoại cho người thân báo tin. Hai ngày sau sự việc, Thịnh nói luôn trong tâm trạng hối hận, không thể ngủ và ăn được gì. Trong buổi làm việc chiều ngày 3 tháng 6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đề nghị Công an thành phố Bắc Giang khẩn trương điều tra, coi đây là án điểm về vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Đồng chí Khuất Việt Hùng cho rằng người gây tai nạn công tác trong ngành giao thông vận tải nên càng phải xử lý nghiêm khắc. Tiếp đó, đồng chí Khuất Việt Hùng và đoàn công tác đã đến khảo sát hiện trường, thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn. Chia sẻ với gia đình, đồng chí Khuất Việt Hùng trao 15 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Liên quan vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có công điện gửi đến các bộ ngành về việc chấp hành quy định phòng chống tác hại của rượu bia. Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm sử dụng thức uống có cồn khi tham gia giao thông. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.